nhóm mặt dấu cộng đầm dị năng dấu cộng đầm hệ thống, học sinh một trường trung học cơ sở trọng điểm ở nước khác toàn bộ biến mất trước kỳ thi hai ngày. Một hàng chính là một trong số đó. Anh thức dậy trong một nhà kho với các bạn cùng lớp. Khi một tiếng chuông chói tai vang lên cùng với tiếng kính vỡ, cửa nhà kho mở ra. Một thế giới như thế nào đang chờ đợi họ? Chương một. Không cần khảo thí rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 2 Thật là hệ thống A, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Đầu óc tốt, giá trị vũ lực còn như thế cao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Lớp học vị thứ nhất dị năng giả xuất hiện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 05 Những người khác Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Cựu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Chó cùng rứt dậu bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Rác rưởi đồ chơi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Chúng ta bị quỷ giác, các ngươi chuyên nghiệp giác quỷ đúng không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Nghe hồng thành phố Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét